Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Halo Channel. Nếu như các bạn đã biết thì đĩa game Spider-Man đã từ gần tới ngày ra mắt rồi. Và gần đây thì Halo cũng đã nhận thêm được một số các câu hỏi khác xoay quanh về việc chọn mua đĩa game này. Trong đó tiêu biểu nhất là bây giờ đĩa game Spider-Man nó sẽ có rất nhiều cái phiên bản khác nhau luôn. Cụ thể hơn là ở đây mình sẽ thấy được có 3 phiên bản nha. Vậy thì các bạn ấy nên mua phiên bản nào để có thể chơi game tốt nhất? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc lựa chọn các phiên bản khi mà mua đĩa game của mình. Mình hy vọng điều đó sẽ hỗ trợ các bạn phần nào trong cái việc lựa được một cái phiên bản thích hợp. Đầu tiên chúng ta sẽ tới với Spider-Man 2 phiên bản standard. Đây là cái phiên bản bình thường nhất và cũng là phiên bản được nhiều bạn lựa mua nhất luôn. Thì thông thường cái phiên bản này sẽ có giá là khoảng 69.99 đô và nó sẽ không có đi kèm bất kỳ quà tặng nào hết. Thế nhưng mà nếu như các bạn mua được những cái đĩa trong ngày day one này hoặc là các bạn đã reorder cái game trước thì các bạn sẽ mở khóa được là cái bộ Arknight cho Peter và cái Shadow Spider Suit for Miles cùng với đi kèm những cái bộ đồ này nha, là mỗi bộ sẽ có 3 cái phiên bản màu sắc khác nhau giống như 3 gói đa sắc các bạn ạ. Và chúng ta có thể mở khóa được cái gadget là cái web grabber cũng như được cho thêm là 3 cái điểm kỹ năng từ rất sớm luôn. Thì phiên bản này sẽ dành cho các bạn là không có biết là mình sẽ gắn bó với cái game trong bao lâu nè, hoặc là mình thấy ở cái tựa game mà rất là hay và mình muốn mua về chơi thử thôi, chứ mình không phải là fan của người nhện nè, mình cũng không phải là fan của siêu anh hùng, hoặc là bây giờ các bạn ấy tò mò thấy đĩa game này có vẻ hấp dẫn muốn mua về chơi thử, thì đây sẽ là cái phiên bản có sự lựa chọn số 1 của các bạn luôn đó. Tại sao? Vì thứ nhất giá thành rất là rẻ luôn, cái thứ hai cái chúng ta mua về xong chúng ta lại có được cái những phần quà của reorder bonus, và sau khi mà các bạn mà chơi xong rồi á thì các bạn hoàn toàn có thể đem đi mua bán trao đổi một cách rất là dễ dàng, bởi vì cái giá thành của nó cũng rất là rẻ. Thậm chí nếu bạn cần á có thể đem lên bên Halo Shop luôn có cái chương trình trade in cho các bạn luôn đó các bạn ạ. Và nếu như các bạn có điều kiện kinh tế khá khẩm một chút xíu nè, hoặc là các bạn là cũng là một cái fan của cái tựa game người nhện, hay có đơn giản hơn các bạn muốn chơi game một cách dễ dàng hơn á, thì các bạn có thể đến với phiên bản Digital Deluxe luôn. Ở phiên bản này thì giá nó sẽ khoảng là 79.99 đô, thế nhưng mà các bạn sẽ được tặng cho nha, đó là 10 cái bộ đồ, trong đó 5 bộ cho Peter và 5 bộ cho Miles. Cùng theo đó là chúng ta sẽ có một số cái khung ảnh và cái sticker để các bạn có thể trang trí trong chế độ photo mode nè. Và cuối cùng nha, ví dụ ở cái phiên bản reorder đúng không, các bạn sẽ có 3 điểm skill point, thì ở trong phiên bản này các bạn sẽ được thêm 2 điểm skill point nữa, có nghĩa là tổng cộng là 5 điểm skill point. Những cái bản nào mà đã từng chơi qua cái những cái phần mà Spider-Man 1 nè với lại cái Spider-Man Miles Morales, các bạn sẽ biết 5 cái điểm kỹ năng, 5 cái điểm skill point nè, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cái giai đoạn cái đầu game luôn đúng không nào các bạn. Thì lúc này các bạn sẽ có khả năng là đi chinh chiến tốt hơn, đi hoàn thành các nhiệm vụ tốt hơn. Và chưa kể ở trong cái phần này cái chúng ta không phải chỉ cày một nhân vật mà chúng ta phải cày tới 2 nhân vật luôn. Thì mỗi nhân vật lại có những cái kỹ năng riêng rồi, lại có tuyến nhiệm vụ riêng nữa, dẫn tới cái việc bây giờ mới đầu vô các bạn có 5 cái điểm kỹ năng, thì nó sẽ giúp cho cái giai đoạn cày cuốc của các bạn nó dễ thở và nó tiết kiệm được hơn rất rất là nhiều thời gian luôn. Và theo mình thấy nha, việc chỉ bỏ thêm 10 đô để có thể tiết kiệm được hàng đống thời gian giúp cho các bạn có thể làm những cái công việc khác thì nó vô cùng đáng giá luôn. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với cái Spider-Man 2 Collector Edition. Phiên bản này là theo mình thấy là chỉ dành cho những cái fan cứng cựa của người nhện mà thôi. Và cái phiên bản này sẽ có giá là 229.99 đô. Thế nhưng mà mình sẽ không nghĩ rằng cái giá của phiên bản này sẽ gây trở ngại cho các fan đâu. Tại vì bên trong nha, chúng ta vừa có bao gồm luôn những cái gói là của cái những cái quà tặng của gói reorder, là có bộ Arknight nè, bộ Shadow Spider nè, cái Garnet Web Grabber nè, 3 điểm kỹ năng nè. Thì kèm theo đó luôn nha là sẽ có luôn cái bộ Digital Deluxe luôn. Bộ Digital Deluxe là thêm là 10 bộ đồ nữa, rồi thêm là 2 điểm kỹ năng với khung ảnh và cái sticker. Và điều đặc biệt chỉ có phiên bản này mới có thôi, đó là chúng ta sẽ có luôn là một cái bộ Steelbook. Thì các bạn nào hay chơi Steelbook sẽ rất thích cái này luôn. Và sau đó chúng ta sẽ có thêm là một cái code để download game. Các bạn lưu ý nha, ở một số phân vùng á thì cái bản đặc biệt, bản collector này nó sẽ không đi kèm với đại đĩa game vật lý, mà chỉ đi kèm với là cái code download bản digital của game mà thôi. Nhưng mà cái thứ mà làm cho cái bộ này trở nên đáng giá nhất luôn, đó chính là cái bức tượng cao khoảng 19 inch nằm trong bộ collector này. Và bức tượng này nó sẽ miêu tả cái cảnh Venom đang chiến đấu với Miles và Peter luôn. Thì cái bức tượng này á, mình thấy có một cái điểm đặc biệt nha, là nó đang focus rất nhiều vào Venom luôn. Có lẽ vì Venom sẽ là cái nhân vật chính trong cái phần game tiếp theo mà của Marvel hợp tác với Sony sản xuất luôn. Thế nhưng mà cái điều này mình cũng chưa chắc chắn lắm, nhưng mà mình có thể nói một điều
cái phiên bản collector này, nếu như mà các bạn có điều kiện hãy rước nó rất là sớm luôn, tại vì cũng giống như hồi các phần trước phần Spider-Man 1 á, phiên bản collector nè, phiên bản máy đặc biệt của Spider-Man đã cháy hàng chỉ trong vòng khoảng 2 tới 3 ngày ra mắt luôn, và sau đó nó bị đẩy giá lên rất là cao. Thế nên á, nếu như các bạn nào có điều kiện hãy liên hệ với Halo để sở hữu cái bộ này trong thời gian sớm nhất nhé. Thì đó là những cái gì mình muốn chia sẻ về ba cái bộ đó thôi. Thì mình sẽ muốn chốt lại một lần nữa, nếu như các bạn chỉ muốn chơi game một cách bình thường, muốn tận hưởng game một cách chậm rãi và muốn tiết kiệm chi tiêu nhất có thể, thì chúng ta hãy đến với Spider-Man phiên bản standard. Còn mà nếu như các bạn muốn chơi game dễ dàng hơn, tiết kiệm một chút thời gian và mình không ngại bỏ ra thêm khoảng 10 đô chênh lệch, thì Digital Deluxe là cái phiên bản dành cho các bạn luôn. Và cuối cùng, đối với những fan cứng cựa, những cái người nào mà muốn có được một cái bộ sưu tập thật là đáng giá luôn, hoặc là có một bức tượng để trưng trong góc làm việc của mình, thì cái phiên bản Collector Edition là phiên bản mà các bạn hoàn toàn không nên bỏ qua. Đó là chưa kể nha, hiện nay Halo vẫn còn đang bán phiên bản máy Spider-Man, tay cầm Spider-Man luôn. Thành nếu như mà các bạn muốn có đủ hết một bộ sưu tập luôn á, thì hãy liên hệ với Halo Shop trong thời gian sớm nhất để sở hữu một bộ full Spider-Man. Tại vì khi mà cái tựa game này ra mắt á, và được đánh giá cao, thì bảo đảm á, cái giá thành của những cái bộ này sẽ bị đẩy lên rất là cao luôn. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video clip ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn á, có bất kỳ góp ý nào về video clip này á, hãy để lại cho mình một cái bình luận ở bên phần comment nhé. Và nếu các bạn thích video clip này, hãy để lại cho mình một like, một share và một subscribe, vì đó sẽ là nguồn động lực rất lớn luôn để mình có thể thực hiện thêm những video clip khác có nội dung tương tự.